Hello, xin chào mọi người đến tới channel của mình. Mình là Mizikami Ben. Hôm nay mình sẽ reaction chính là những con chó mèo hài hước nhất năm 2023 nha mọi người. Đây là video trước mặt. Chúng ta sẽ thấy con mèo đang ngồi trên đây. Té xuống ghế luôn. Đây là một con mèo tiếp. Ôi giời. Hầu nó cái chạy rồi. Con mèo hử gì á mọi người. Oh shit. Có con mèo đang uống nước ở đây mà lên tới hết hồn chạy vô cây rồi mọi người. Wow. Cẩn thận nha. Nó làm cái giới một cái hết hồn, nó tự hết hồn. Con này là đồ chơi giả, con này thằng lằn. Hết hồn. Con mèo đang. Con mèo hậu đậu á mọi người. Đùa. Mẹ đang cắn nha mọi người. Con mẹ đang đứng im đứng hình như cái kết. Thầy nhà nó có ngủ không mọi người à? Ô mày có. Rồi mèo ngã luôn. Con mèo ngốc nghếch quá. Mọi người đây nè, nó bay vô thùng. Vậy chúng ta đã có đơn hàng mèo. Con mèo nó vô bể bơi nè. Đó. Ô sao nó xài bờ sợ bể bơi mọi người ạ. nó nhảy từ lưu tà la luôn. Chơi. Con mèo nó solo cái tắc kè nha. Chơi mèo. Con mèo đang định bắt cá. Tắm như vậy cá luôn. Hư luôn. Rồi nhà chủ phải tên tốn tiền rồi. Ô mày con. Con mèo nó có tính là hay nhảy á mọi người. Ôi, nó nhảy lên đây nó ăn cái gì mà. Ôi, trời. Rồi cái kết luôn. Cứ giật mình là mèo nó chạy á mọi người. Phá hoại. Tội mèo quá. Con mèo nó tự hại nó luôn. Pizza, ăn pizza. Ăn pizza rồi ăn cướp này. Con này mẹ. Trời ơi, phá cổ. Bay xuống luôn, rồi đi. Con chó nè. Con mèo hôn chó, nhìn mặt con chó kiểu. Ok. Con mèo giỏi cho bóng bàn đó mọi người. Này bắt nè, rồi xong té. Mèo tốn này. Let's find out. Oh. Nó chảy luôn rồi. Nó đang săn lặn nhau hay gì á. Ui, ba con á. Con mèo kéo gì của ta kìa. Hai con nó nhảy. Ui, con mèo dễ giật mình lắm mọi người à. Bật lên. Nhảy. Con mèo nhìn mặt nó kéo mọi người à. Ủa vui. Có quá trời đồ chơi đi dỗ nó chơi luôn. Ôi con mèo nó hạ cái quái gì đấy. Nó định vô hồ tắm và không biết tại sao nó lại giật mình luôn. Con mèo nó đi xuống. Con mèo con dễ thương quá. Rồi chạy đó rồi té luôn. Mèo pha chó mèo sao kỳ vậy. Ôi con mèo nó rất là sợ vô chuột cho mọi người. Tại vì nó tưởng đó là cái rắn, con rắn. Đó, con mèo dễ thương, mèo giỏi. Ui. Nói gì vậy? Ở đây nói chuyện với mọi người với nhau nha mọi người. Con mèo với con chim nha. Mèo đeo vớ à. Nó làm cái gì quá vậy? Một con tôm khá là ngon. Con mèo này không thích ăn tôm mọi người. Ôi chơi luôn, chơi đồ ăn.
Ôi, con mèo bỏ bỏ con ở ngoài kia. Thật là người cha. Rồi mèo láo. Đánh đánh con nít không à. Rồi chết. Con mèo. Nhìn mặt nó à. Ghê không? Giận dữ. Nó đang hởi cái bông nó. Ôi nó còn ẻ nữa nè. Con mèo như con người á mọi người à. Con mèo nằm luôn. Ôi con mèo. Ui xô. Ui dồi ui dồi. Mèo chạy siêu nhanh. Đi tới nhà kia luôn à. Nó sẽ lên nó nắm. Nó rơi xuống. Ôi con mèo nó làm cái quái gì đấy mọi người à. Ôi giời con mèo nó giật mình nè. Nó cứ tự làm nó. Ôi con mèo hỡi chân người ta. Nhìn cái mặt đó kìa. Đó là rất là thúi. Con mèo này cũng vậy. Tại sao nó lại hỡi? Nó đang ngó ngó để xem như thế nào. Ôi, con mèo nó đang. Mèo nó đang đi đại tiện nha. Rồi. Nó đang làm cái gì đây? Hả? Nó làm cái, nó liếm cái thân nó. Nó còn nhìn nữa này mọi người. Hả? Ôi trời ơi. Ngon. Ôi nó ngon. Con chó này. Khá là ảo dữ. Ôi con chó. Con mèo rồi. Con chó hay mèo đây. Đây là một con mèo đang đi siêu thị. Rồi, mua hàng. Hả? Con chó. Rồi, vậy luôn. Đem như đầu á. Ui. Nó phản kháng. Con chó ca sĩ Husky ngáo. Hát thì không biết như thế nào. Ôi con mèo nó đang chơi với bạn nó. Bạn với nó thì không đụng được nha mọi người. Ồ khá là đặc biệt. Ôi tự nhớ cho là động nó luôn thật là ảo. Con chó nó đã bắt được cái đuôi. Thật là đi đặt. Ôi con chó ở con người luôn nè. Cũng thương quá. Ui con mèo. Ui ấy một người đàn ông. Ôi nhìn nó không có ai. Ôi dồi. Mày đang bắt cái kia. Không được. Đừng mà thử. À con chó không bắt được. Được chó. Ôi con mèo biết chơi rồi mọi người ạ. Liếm liếm luôn. Thôi con mèo đang đứng nhìn ngoài cửa sổ mọi người. Chắc là sẽ thấy con mèo nào đây. Con mèo đã thử hai lần. Con mèo khá dễ thương. Thôi, con mèo đang chơi game. Đó, rồi nhìn con nó ném cuốn sách xuống luôn. Mèo hảo quá. Đụng lỗi từng cuốn sách và nó quăng xuống. Đứng người mèo nha. Mèo ghê gớm lắm á. Không cho mình ghi chữ. Đó, mèo nằm ngửa luôn mọi người. Tôi còn mở mắt nha mọi người. Ôi con chó này hay nha. 1, 2, 3. Hai cái tay nó di chuyển cái tàu luôn. Còn một cái tay à. Một cái tay này. Ấn tượng. Nó ôm cái chằn. Nó làm cái gì vậy? Hai con mèo. Nó đang làm cái gì đấy? Mình quay lại cho mọi người coi nè. Nó làm cái gì đó mọi người. Đó.
Rồi nó là lấy ăn dịch. Cùng mẹ cũng biết chơi thầy luôn. Rồi bớt cái mặt nó dễ thương. Con mẹ đang trên lưng của con cu. Con cừu nha. Wow. À, ngủ còn che cái đó mọi người. Tưởng xấu quá. Con lu đi đi vô bồn, đi vô toilet nhưng mà vẫn phải tắm rửa cho nó. Đúng là sung sướng. Mẹ đang chơi cái trò gì đây? Ôi con mèo chưa chưa ủa vô. Thật lạ mà. Cục gờ màu xanh luôn. Rồi bye bye mọi người nha.